Xin chào cô bác và anh chị. Thì hôm nay hãy sẽ chia sẻ cho anh chị mình một cái loại dược liệu mà nó rất là nổi tiếng luôn, danh bất hư truyền, nhất là những người ở vùng cao. Người ta đã sử dụng cái loại này rất lâu rồi, tính đến vài chục năm, năm bảy chục năm rồi. Cái loại này thì chúng ta có thể thường thì chúng ta có thể ngâm rượu, và chúng ta có thể sử dụng nó để làm gì? Để hỗ trợ điều trị những cái vấn đề về các bác, ví dụ như yếu mềm liệt cần, sức sớm đó, duy mộng, rất là có kết quả rất là nổi tiếng luôn à. Và từ xưa giờ thì những người ở vùng núi, vùng cao, ví dụ như ở, nói chung là ở vùng cao, vùng núi đó, người ta thường xuyên sử dụng, hình hầu như nhà nào thì cũng có một cái hũ rượu của loại này. Hôm nay thì hãy chia sẻ lại cho các anh chị mình một cái cách để chúng ta có thể bào chế biến và một cách ngâm rượu của loại này, và những cái thông tin rất chính xác để cho một số của bác chị nào á, chúng ta thường xuyên sử dụng nhưng chúng ta chưa hiểu hết được về nó, thì đôi khi nó cũng chưa an toàn lắm. Mình biết chắc rằng 10 người sử dụng cái loại này ở vùng núi đi, 10 người sử dụng loại này thì ít nhất phải có 3 đến 4 người không hiểu rõ về nó, nhưng mà thấy người ta sử dụng thì mình cũng sử dụng thôi. Rồi, đó là loại cây gì? Đây này các anh chị. Thì đây này các anh chị, có anh chị mình nhận ra đây là cái củ gì không ạ? Đây. Đây các anh chị. Cây này, củ này là danh bất hư truyền các anh chị mình ha. Củ này là củ ba kích tím ha các anh chị mình ha. Nhưng mà có cái đặc biệt nữa đó, củ này, củ ba kích này là củ ba kích rừng. Và nó ở Bắc Giang, ở khu vực Bắc Giang. Thì ba kích thì theo hai biết á, thì hiện tại thì nó có một số vùng miền, ví dụ như ba kích mà ở Quảng Ninh á, trở về miền Trung á, thì một loại ba kích này á, là ba kích ở Bắc Giang, ở trên núi, người ta ở rừng á, là một loại. Rồi, chúng ta sẽ đi vào những cái tuyệt vời. Đây là ba kích Bắc Giang các anh chị mình ha. Ba kích này nó còn có tên là ba kích thiên, hoặc là dây ruột gà, hoặc là nhiều tên khác nữa. Ba kích này thì nó họ là họ cà phê, họ cây cà phê của bác chị mình. Và cái loại loại này là cái loại dây leo, dây gọi là dây thân gỗ á, chứ không phải là nó dạng cây mà kích ha. Dạng cây thì cái khi mà cái rễ của nó, cái rễ mà nó bự vậy thì người ta kêu bằng cái củ. Còn cái rễ mà nó nhỏ như thế này người ta gọi là rễ ha các bác chị mình ha. Đó. Và các bác chị mình đặc biệt lưu ý tới cái loại này ha, có rất là nhiều người sử dụng ba kích nhưng không biết cái tác hại của cái rễ này, thì ở cái loại này. Thì hôm đây ở giữa nó có cái lỗi nè, các anh chị mình thấy không? Phần này gọi là phần thịt. Đó, phần thịt, còn phần này gọi là phần lỗi. Thì cái lỗi này các anh chị mình chú ý nè, Hạ sẽ chia sẻ luôn cho các anh chị mình. Tính vị của nó là cay ngọt, hơi chát và tính ấm mà các anh chị mình ha. Bộ phận sử dụng của nó thì cái dây ba kích này á, thì chúng ta sử dụng hình như là toàn bộ, ví dụ như là hoa, lá, rễ rồi quả chúng ta sử dụng được hết. Nhưng thường á thì người ta sử dụng cái rễ là nhiều nhất, còn hay gọi là cái củ ba kích. Đó, hoặc là rễ cũng được. Đó, cái củ nó thì nó cứ ngắn như này các anh chị. Này, cái củ này nó rất dài nè. Đó, cái này thì có một người bạn ở Bắc Giang á, đi rừng thì tặng, nói chung là gửi về cho mình. Đó, cái củ này cô bác chị thấy rất dài không? Củ này là tuyệt vời luôn. Cái này dài khoảng 4 tấc các anh chị mình. Đó, 40 cm. Rồi, khi mà chúng ta chế biến á, thì chúng ta sẽ muốn sử dụng nó thì chúng ta sẽ bỏ lõi và chúng ta chỉ lấy cái thịt mà Hải đã chia sẻ thôi, như lấy cái thịt như thế này đó. Và cái cách bỏ lõi thì Hải chỉ chia sẻ sau, và cái cách mà và cái lõi này nó có vấn đề gì cho cơ thể chúng ta thì Hải cũng chia sẻ kỹ cho anh chị mình trong cái video hôm nay thì Hải sẽ chuyên nói về cái tác dụng và cái cách làm của cái cây của cái củ ba kích này. Thì video nó cũng hơi gọi là hơi kỹ lưỡng và hơi dài chút, của anh chị mình thông cảm ha. Và mình đảm bảo rằng có những người đã xài ba kích này rất là lâu rồi, ngâm rượu uống rất là lâu rồi, rất là nhiều rồi, nhưng vẫn chưa có hiểu rõ về cái vấn đề về cái dây cái củ ba kích này, cho nên hôm nay mình chia sẻ lại cho anh chị mình. Rồi, cái công dụng của nó thì nó bổ thận nè, đó, bổ thận, rồi tráng dương, tăng cường sinh lực, trừ phong thấp, làm hạ huyết áp. Cho nên á, những người huyết áp thấp chúng ta không sử dụng ha. Đó, mình cũng lưu ý luôn cho các anh chị mình, những người huyết áp thấp không được sử dụng củ ba kích. Rồi, nó sẽ tăng độ dẻo dai,
kiện gân cốt trị được vấn đề là xuất sớm, có nghĩa là tảo tiết á. Và nói chung là vấn đề về tảo tiết và yếu mềm liệt cần của mấy anh mấy chú ha, yếu mềm liệt cần ha. Rồi cái lõi của nó có thể gây liệt ha. Đồng ý thì nó hỗ trợ về vấn đề trị liệt cần, nhưng chúng ta sử dụng đúng cách nên bỏ lõi đi. Nếu không có bỏ lõi thì nó có thể gây liệt cần. Cái đó mình sẽ nói rõ trong cái vấn đề mà cái lưu ý của cái video hôm nay. Rồi khi mà chúng ta muốn bỏ lõi thì chúng ta muốn làm cách nào? Rất là nhiều cách, nhưng Hải chia sẻ của bác chị mình hai cách thôi. Bỏ lõi thì cách thứ nhất là lấy cho Hải 1 kg cái rễ ba kích đó, rửa sạch đi, và của anh chị mình bỏ vào một cái gọi là cái sửng đi ha. Trộn đều cho Hải vào đó là 20g muối ăn, và của anh chị mình hấp cách thủy ha. 1 kg rễ ba kích thì 20g cái muối ăn hấp cách thủy đó, hấp đến khi nào mà nó mềm, thịt nó mềm rồi và chúng ta có thể rút cái lõi ra đây. Cái lõi đây của anh chị mình thấy không, cái lõi nè đó, ta rút cái lõi ra là lấy cái thịt nè, đây là cái lõi nè. À, cái lõi nó cũng cứng lắm của anh chị, đây bỏ cái lõi ra nha, bỏ cái lõi ra rồi chúng ta đem phơi khô và để sử dụng. Ví dụ chúng ta ngâm rượu hoặc là chúng ta làm sử dụng bằng mọi cách khác, tán thành bột hoặc là ngâm rượu đó. Như vậy thì có một cách chúng ta là lấy lõi rồi ha. Khi mà chúng ta hấp cho nó mềm và chúng ta lấy cái lõi ra đó. Cách thứ hai của anh chị mình rửa sạch đi và ủ cho nó mềm đó và bỏ lõi. Thì cách này chúng ta chờ lâu một chút, ủ cho nó mềm thì cũng vài ngày thì chúng ta bỏ lõi. Sau đó chúng ta thái nhỏ ra và đem tẩm rượu là một lần nữa và ủ khoảng là chúng ta tẩm rượu và chúng ta ủ khoảng 2 tiếng nữa đó. Rồi chúng ta sẽ có nghĩa là chúng ta thái nhỏ ra, lấy lõi thái nhỏ, ủ rượu là ngâm rượu, tẩm rượu á, ngâm rượu khoảng chừng 5 đến 15 phút chúng ta vớt ra và ủ lại trong vòng 2 tiếng là chúng ta lấy ra và chúng ta sao vàng cho vào cái cách để bảo quản nè. Chúng ta cho vào lọ thủy tinh đậy nắp kín lại và chúng ta bảo quản sử dụng dần, hoặc là chúng ta có thể ngâm rượu để sử dụng dần đó. Như vậy là chúng ta đã biết cách lấy cái lõi ha, và cái lõi này có thể là gây liệt cần ha. Rồi ngoài cái vấn đề mà nó chức công dụng như bổ thận này nọ thì Hải đã chia sẻ, ngoài ra thì nó làm tăng sức đề kháng, làm điều hòa huyết áp. Điều hòa huyết áp là sao? Ví dụ như huyết áp chúng ta nó không ổn định, lúc lên quá cao, lúc tụt xuống quá thấp đó, thì chúng nó sẽ làm ổn định huyết áp lại. Còn những người nào bình thường huyết áp đã thấp thì chúng ta không sử dụng đó. Ngoài ra thì nó còn giúp chúng ta tăng cường hoạt động não, giúp chúng ta ăn ngủ ngon, rất tuyệt vời đó. Đây, tuy nó có tác dụng tuyệt vời như vậy nhưng chúng ta cũng nên để ý, chúng ta không được sử dụng quá liều. Liều lượng thì Hải sẽ chia sẻ kỹ cho các anh chị mình. Hải sẽ lưu ý trước, tại vì rất nhiều các anh chị mình vào xem thì vào xem một đoạn biết cái bài thuốc nhưng không có thấy cái lưu ý. Khi mà chúng ta sử dụng quá liều thì làm tim đập nhanh, dồn dập, khó thở nè, buồn nôn, chóng mặt, liệt dương, tử vong. Vậy cho nên chúng ta không được quyền sử dụng quá liều. Của anh chị mình thời gian gần đây, của anh chị mình có nghe cái có một cái tình trạng là sử dụng cái này quá. Cái này để chúng ta sử dụng mỗi ngày thì chúng ta sử dụng 2 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 ly nhỏ thôi trong bữa cơm. Nhưng mà cái người mà ngâm rượu ba kích này uống cho xỉn luôn, uống quá nhiều thì cậu nhỏ nó đứng hoài, bắt buộc là phải đi vào mổ đó. Cho nên là chúng ta nên quan trọng vấn đề này. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái cách ha, nó sẽ giúp chúng ta trị một cái cách gọi là một bài thuốc đi, nó trị liệt cần, giúp ăn ngủ ngon, tạo tiết, sức sớm yếu mềm đó, rồi ăn không ngon. Thì cô bác chị mình lấy cho Hải là cái tươi nè, khi đã lấy lõi rồi thì lấy cho Hải nửa kg cái rễ ba kích đã lấy lõi và tươi thì cô bác chị mình là lấy cho Hải nửa ký và lấy cho Hải thêm nửa ký cái cây ngưu tất, cây cỏ xước á, lấy cho Hải nửa ký rễ của cây ngưu tất ha, rễ của cây ngưu tất tươi luôn. Hai loại này cô bác chị mình bỏ vào một cái hũ sành hoặc hũ miễn
Thì cô bác anh chị mình đổ cho Hải là từ 5 đến 8 lít rượu vào, và chúng ta sẽ ngâm, và ngâm trong vòng 3 tháng thì chúng ta sử dụng dần được rồi. Thì mỗi lần sử dụng của anh chị mình là sử dụng cho Hải là mỗi lần là 1 đến 2 ly nhỏ thế này trong bữa cơm, mỗi ngày 2 lần. Nhớ là liều lượng của Hải đưa ra nha, đó là chính xác nha, của anh chị mình không được lạm dụng. Mỗi lần 2 ly nhỏ, 1 hoặc 2 ly nhỏ thế này trong bữa cơm, mỗi ngày 2 lần. Người thấp huyết áp chúng ta không sử dụng ha. Chỉ người nào huyết áp một chút một hồi thì quá cao, một hồi thì nó quá thấp thì chúng ta mới sử dụng để cho nó ổn định huyết áp. Còn những người nào mà huyết áp quá thấp thì chúng ta không sử dụng. Rồi, thì hôm nay Hải đã chia sẻ xong của anh chị mình những cái thông tin về cái củ ba kích này. Như vậy thì chúng ta đã hiểu rõ đúng không? Không phải là đem về ngâm rượu rồi muốn sử dụng sao sử dụng, cái gì cũng vậy, cái gì nó cũng có hai mặt ha. Nếu chúng ta dùng quá liều thì nó không có, gọi là không có được an toàn. Mình chỉ nói đơn giản thôi, mỗi ngày mỗi lần ăn cơm, mỗi bữa cơm của anh chị mình ăn ba chén ba chén cơm là nó đủ no. Người có người bắt của bác chị mình á, mỗi ngày ăn 10 chén thì của bác chị mình thấy sao? Cái đó là hãy nói về cơm thôi. Còn ví dụ về nước nè, mỗi lần của bác chị mình uống một ca nước nhỏ như thế này, có người bắt của bác chị mình mỗi ngày uống, mỗi lần uống 10 ca nhỏ như thế này thì của bác chị mình thấy khó chịu không ạ? Chỉ cần nước và cơm thôi thì chúng ta đã cảm thấy khó chịu rồi. Vấn đề mà ngâm rượu thuốc này, chúng ta nên biết liều lượng chính xác và biết cách bào chế nó cho rõ ràng thì nó mới có công dụng cao nhất, và sử dụng đúng liều lượng thì nó mới có công dụng cao nhất và tốt cho sức khỏe chúng ta. Nếu chúng ta sử dụng quá liều, rượu thuốc là gì, đã người ta nói rượu và thuốc cộng với nhau thì thuốc thì chúng ta sẽ không bao giờ dẫn chơi được. Thuốc chúng ta sử dụng đúng liều lượng, nếu sử dụng quá liều lượng thì nó sẽ không tốt, đôi khi nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho cái sức khỏe chúng ta. Cho nên có anh chị mình nên để ý, nên rõ ràng về thông tin ha. Rồi, thì quý vị hãy cảm ơn và chúc quý anh chị mình có sức khỏe thật dồi dào và luôn thành công trong cuộc sống. Vì vậy hãy đến đây, hãy xin được kết thúc. Bye bye các anh chị mình nha.